Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị em mê đồng hồ đã đến kênh YouTube của Phạm Tuấn Đồng Hiệu. Hôm nay thì em tôi sẽ giới thiệu tới quý anh chị em một mẫu sản phẩm đồng hồ chính hãng đến từ tiệm t-shirt của đấng đội sĩ. Trước thì em đã trang bị cho em nó là một vô sân mai và mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ có tình trạng là hàng qua sử dụng, độ mới, độ đẹp, mẫu này rất là cao. Sẽ mang đến cho quý anh chị em một trải nghiệm vô cùng hoàn hảo về đồng hồ chính hãng thụy sĩ nhé. Sẽ bỏ hồn ra để em có thể chiêm ngưỡng được cái sản phẩm ngày hôm nay bên trong này sẽ là một em hàng t-shirt open heart một trong những mã dòng được thiết kế lộ tim, lộ máy ở trên mặt, rất sang trọng và đẹp luôn. Sẽ lò qua chút để anh em có thể nhìn thấy độ bóng bay, độ đẹp của em này. Nếu anh em cổ tay vừa và thích sự gọi là máy mỏng, đeo đẹp thì đây là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo luôn cho anh em chơi. Một em hàng t-shirt lộ tim open heart vô cùng đẹp thiết kế kim cọc mạ vàng nhìn vô cùng sáng và rất lôi cuốn khi lên cổ tay anh em luôn hiện tại đồng hồ đang không cót có, em sẽ lên chút cốt tay đồng hồ chạy nhá để em thể nhìn thấy bộ kim của nó chuyển động rất là mượt ma sẽ lắc qua một chút cho đồng hồ chạy em thấy quan sát này bộ máy chuyển động bên trong quanh em có thể nhìn rõ qua ô ba view nhìn nó rất đẹp dây kim loại này đang xe như mắt xích nhỏ đánh phai sức hết toàn bộ nhìn rất là ống a à và nhìn rất là mới luôn khóa gấp hai đầu của nhà Tissot 1853 một này rất là phê cho mẫu đồng hồ này anh em thích sự gọi là máy cơ máy cốt khủng mà lại và máy mỏng thì đây là một sự cho nào hảo em nhé độ mỏng trên này thì chỉ giờ tầm khoảng là 9 mm thôi rất là mỏng luôn 8 đến 9 mm mỏng ngang người pin luôn nha anh em ạ Thiết kế là một uh, cái mặt uh, kính là mặt xa uh, 40 Anh em có cổ tay loanh quanh tầm 15.5 trở lên thì mẫu này rất hợp lý Tại vì xa uh, 40 Nhưng mà phần càng của nó lắc này Hai bên lắc của nó thiết kế vô cùng ngắn Rất là gọn gàng Anh em lên tay thì vô cùng dễ Rất dễ đeo chơi luôn Hãy Em tay 17 nhá ướm thử anh em ngắm nhìn này Tay 17 lên uh, mẫu này anh em nhìn nhá Kiên tay em nó tôn thoải mái rất nhiều này đó, anh em tay tầm khoảng 15.5 thì đeo mẫu đồng hồ này vô cùng ưng ý luôn. Mặt kính trang bị của T-shirt là một mặt kính sapphire nguyên khối. Chống trước, chống trước, chống sầy. Và có cả chống loa nữa. Cái mặt kính sapphire này rất là trong. Anh em có thể quan sát rõ cái mặt ở bên trong sản phẩm. Có thể hưởng thụ tất cả từ cái mặt đeo màu trắng. Và kèm theo đó những cái cọc số hay là kim. Thiết kế mạ vàng PD. Thì nó vô cùng đẹp và hoàn hảo góc 12 giờ sẽ được thiết kế là cọc số la mã cổ điển còn lại thiết kế cọc còn lại là cọc số vành nha anh em nhé. mẫu lộ tiêu open thì sẽ không có lịch ngay nhìn nó rất đơn giản thanh mảnh đến từ thương hiệu nhà T-shirt góc 6 vào đây sẽ là hiệu tiết 1853 dòng chữ bộ máy sản phẩm là tám 80 so quyết mất chữ xích nha anh em mặt đầu màu trắng khi làm hai lòng lòng ngoài sẽ thiết kế là cọc và cái mặt nào trơn chứa những cọc số này và bên trong một cái vòng tròn chứa những đường họa tiết vân đánh sóng nhìn phút cùng đẹp trải dài dọc xuống này nhìn như cái đường uh, sợi sóng nhìn phút cùng đẹp luôn góc 12 giờ sẽ có một ô lộ tim open hết để anh có thể quan sát được bộ máy chuyển động bên trong và anh có thể quan sát qua cái ô này để nhìn xuyên thấu qua cái mặt sau đồng hồ nhé đó nhìn rất là phê luôn kim giờ kim phút là kim kiếm nhìn nó rất sắc bén được mạo vàng cho độ hoàn thiện của mẫu này em đánh giá nhìn rất là phê nhìn uh, vô cùng thích mắt luôn nha anh em ạ đúng sẽ nằm góc 3 giờ này trên đúng sẽ có logo T của nhà t-shirt được mạ vàng để đủ chức lên con tay hay là dừng kim dưới hai stop kèm dưới chỉnh giờ bộ máy sẽ dừng lại để việc chỉnh giờ của anh em chuẩn chỉ và chính xác nhất có thể nhá có góc hai đầu này rất là ok và đẹp luôn mặt sau của sản phẩm này thiết kế là mặt này lộ cơ anh em nhá anh em để quan sát được bộ máy Voice 80 bên trong mua sản phẩm này bộ máy M 25 chân kính tần số là 21.600 với khoảng thời tích cót của nó rất là nhiều lên đến 80 giờ ạ tức là có tầm hơn 3 ngày nếu mà có căng anh em nhé bên trong bộ máy này thiết kế đường vân đánh nhìn rất đẹp bộ máy rất là phức tạp đến từ thương hiệu t-shirt nhưng đánh sản phẩm một số thông tin cơ bản như là uh, t-shirt này kính sapphire hay không gì để mã đầu dòng này độ chống nước sản phẩm này thì là 33 à, là, 33 từ được 30 mét anh em nhé thì gặp anh em đeo đi mưa rửa tay rất là hoàn hảo master và đây là cái không gì nha anh em sẽ tiêu với em bằng t-shirt lộ tiêu open hết ngày hôm nay tình trạng rất là đẹp nha anh em ạ anh em ra mẫu này tình trạng quá đẹp luôn hiện tại mẫu này thì bên em đang có mức giá mang đến cho anh em chỉ có 8 triệu 6 thôi 8 triệu 6 cho bằng t-shirt lộ tiêu open hết vô cùng đẹp và hoàn hảo như thế này Mức giá vô cùng yêu thương mang đến cho anh em Cực kỳ rẻ luôn 8 ,6 triệu 6 anh em nhé Mẫu độ tiêu open hết kim cọc vàng vô cùng đẹp và bắt mắt Rẻ hơn cái bản thép trắng nha anh em Sẽ có đi kèm bảo hành hậu mát tất cả cho em 5 năm Để anh em thấy yên tâm hơn trải nghiệm mẫu đồng hồ chính hãng bên cường em Và địa chỉ cường em tại 213 Nguyễn độ Tiến, Phường Đồng Văn, Duyên Tiên, Hà Nam Anh em có thể qua trực tiếp em giao lưu và sắm cho mình một mẫu đồng hồ ưng ý nhất có thể với những anh em ở xa muốn mua hàng thì em sẽ có sức con đường biểu điện. Rất là tiện dụng em chơi luôn. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em. Hẹn anh em ở những video tiếp theo trên kênh youtube của em ạ. Anh em đặt món đồ hồ này chỉ cần hệ qua số hotline, số zalo bên cửa anh em thôi. Số 05 6844 6844 nha quý anh chị em. Cảm ơn anh em. Xin chào lại anh em.